Sau đây mình xin tiến hành test virus trực tiếp trên máy tính. Thì ở đây mình tạo bút HDD. Mình tạo bút HDD để load WinMini. Mình vào WinMini để mình test trực tiếp virus. Này, các bạn thấy cái đèn tín hiệu của cái box mình sáng đỏ, là chứng tỏ là cái nó đang đọc cái dữ liệu trên cái box. Đây, mình vào computer. Đây, các bạn thấy cái phân vùng ha. Mình xin chuyển xem. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình ẩn cái phân vùng. Đây là ổ C, ổ mà của Windows khi mà mình cài đặt thì nó tạo ra ổ 350M. Đây là ba cái ổ đĩa của cái box mình. Cái ổ mà mình nói mất dữ liệu á là 200 mấy GB của mình, 250 GB. Thì mình mở cho các bạn xem. Đây, đây là 290 mấy, gần 300 GB dữ liệu của mình. Khi mình dùng cái chương trình mã hóa dữ liệu, mình test. Đây, mình vào vấn đề chính ha. Rồi, mình dùng bút AI. Mình chọn ổ cứng của mình. Đây, và mình vào Bash Manager. Ở đây thì nó chưa có hộp tính ẩn. Đây, mình vào cho các bạn xem thử nha. Đây. Rồi, bắt đầu mình sẽ ẩn cái ổ đĩa này đi ha. Ẩn ổ C này đi. Rồi, ổ C đã ẩn đi. Thì khi ổ C này ẩn thì chúng ta, vì còn lại thì chúng ta ẩn những cái ổ khác thôi. Đó, những cái USB hay cái box ở ngoài thì chúng ta thoát cái cổng USB ra. Các bạn chờ xíu để mình lấy dữ liệu trong cái ổ C này mình có qua mình test virus. Ở trong đây là có còn là bộ là file test không à. Rồi mình lấy tất cả file này. Mình chép nó vào ổ RAM disk ha. Trên WinMini mình chép vào đây. Rồi, xong bây giờ mình tiến hành ẩn ổ đĩa đi. Ở đây mình chỉ thấy có một ổ thôi, do cái ổ còn lại mình chưa tạo, do mình bị mã hóa mà mình mất file hết rồi. Rồi, việc còn lại là chúng ta thoát cổng USB hoặc là thoát cái box của các bạn ha. Hoặc là chúng ta dùng bút AI chúng ta ẩn luôn cũng được. Ở đây mình ẩn luôn ha, mình không thoát. Thoát thì quá đơn giản rồi ha. Chúng ta dùng cái công cụ là chúng ta lít đôi vô, mình thoát thử cho các bạn xem nha. Đây, rồi xong. Đây là không còn thấy cái box nữa. Thì chúng ta ở đây chúng ta test virus vô tư thôi. Test này không ảnh hưởng gì hết ha. Bây giờ mình gắn box vô lại nè. Các bạn thấy chớp đỏ là nó nhận tín hiệu rồi đó. Rồi, bạn không cảm thấy mình cầm con tay mình nó hơi run run cái màn hình. Rồi bây giờ mình dùng bút AI mình ẩn cái phân vùng này luôn ha. Mình không cần phải thoát box ra đâu. Mình chọn cái box mình nè, Toshiba nè, Bash Manager. Rồi mình chọn ẩn từng cái thôi. Ai ẩn một phân vùng. Mình vào mình xem thử coi nó ẩn chưa nha. Đây. Rồi, nó còn hai phân vùng đây. Đây. Giờ mình thấy gì cho các bạn dễ quan sát. Đây.
rồi nó xuống đây nha. Rồi ấn tiếp, ở đây mình ẩn luôn, rồi ẩn hết luôn. Rồi giờ mình đóng cái bút ai này lại thôi. Các bạn nhớ là chúng ta chạy bút ai trên cái ổ đĩa của Win Mini ha, ổ X hoặc là đây ổ X này, và cái ổ RAM disk mà tùy theo các bạn Win Mini nó tạo á. Rồi giờ chúng ta tiến hành chạy virus thôi. Đây file này mình vừa chèn virus mình chạy luôn, chạy nén tại đây. Này binary, rồi mình cho nó sâu dài file ha, mình tìm thêm cái file rồi, đây binary, cái mặc định của nó là gồm những cái file này các bạn, chứ không phải là file mình bị nhiễm nha. Đây những cái file mặc định của binary nó tạo ra. Rồi bây giờ mình ra desktop thử ha. Đây đây gọi như là máy trong Win Mini là nó đã nhiễm rồi đó, nó báo cái hình nền này là Win Mini nó đã bị nhiễm virus rồi. Thì có một điều đặc biệt á, là tại sao mà những file trong đây nó không bị nhiễm virus. Các bạn thấy rất là nhiều định dạng, mình copy toàn bộ những định dạng này là hầu như là bị nhiễm virus hết á, là bị binary nó mã hóa hết, mà ở đây thì mình không thấy là nó bị. Thì mình tiến hành mình làm như sau các bạn sẽ thấy rõ ha. Đầu tiền chuột này, rồi mình có hết mấy cái file này qua OX nha, thử cho các bạn xem ha. Rồi mình có qua OX. Mình đóng thì nó cũng mở thôi, mình để nó dưới cuối đi. Rồi mình F5 ngay nè, repeat cũng được. Rồi các bạn chờ giây lát xem ơi, cái những cái file mình nó có bị mã hóa không ha. Rồi chưa mã hóa ha. Rồi bắt đầu mình chạy nè, mình lít thử lại cái binary thử nè. Mình giấu nó đi, nó hiện vào UX ha. Rồi. Rồi bắt đầu các bạn thấy nó mã hóa rồi đó. Đây nè, nó mã hóa xong rồi nè. Đây. Ha. Đây là nguyên một dọc file đây. Đây tới đây. Tới đây. Đây gồm bao nhiêu file, 85 file nhiễm virus thôi mà. Nên nó chuyển cái định dạng WNCRI nè. Đấy còn mấy cái file này phải gốc nữa. Rồi, tại sao còn những cái file mặc định của mình đây. Bây giờ mình đóng cái Explorer lại, mình mở lại là còn không nha. Những cái file SE thường nó không có bị mã hóa các bạn. Rồi, đầu nó mã hóa dần rồi đó. Số hơi tiệp ha. Đây là toàn bộ những cái file SE thì nó không có bị mã hóa, nó vẫn bình thường. Mình chạy thử nha. Đấy, chúng ta dùng những cái file thực thi thì nó không ảnh hưởng nó nhiều ha. Nó vẫn hoạt động được. Đấy. Mấy cái file thực thi thì nó chạy bình thường ha. Còn mấy cái file bị mã hóa hết rồi nè. Bên ổ X thì bị mã hóa, nhưng mà đặc biệt ổ B nó không bị mã hóa nha các bạn. Đây mình refresh cho các bạn xem. Đấy,
Không biết lập trình của cái mã hóa này như thế nào, nhưng mà họ họ quên sót một điều rất là quan trọng là ổ A và ổ X, xin lỗi, ổ A và ổ B, họ họ không có chọn vô cái list mà nó bị mã hóa file. Bây giờ mình thử mình chuyển cái ổ này ha, ổ B này nè, mình chuyển nó qua ổ ổ C xem file nó có bị mã hóa không nha các bạn. Và ổ B đây, mình chuyển nó qua hình ổ C ha. Rồi ok, mở lên luôn. Rồi các bạn xem nha. Đây, rồi bắt đầu nó mã hóa rồi nè. Mã hóa rồi đấy. Bây giờ mình mở lại xem ha. Vẫn còn, thì một lát là nhờ mấy cái file này nó cũng sẽ bị mã hóa là mất luôn. Nó đã mã hóa rồi các bạn, nhưng mà nó chưa có mất. Do trên cái Win Mini này nó còn thiếu driver nên nó load hơi chậm. Vẫn còn. Bây giờ mình click vô cái file đó đi nè, vô file cảnh báo nó đi cho nó mã hóa cho nó lẹ chứ. Mình fix lại. Nè, hầu như là bị mã hóa hết rồi các bạn. Rồi, chỉ còn định dạng SE thôi. Đây, các bạn xem. Đấy, mã hóa hết rồi ha. Rồi, với khi mà test trong cái môi trường WinBE thì các bạn lưu ý nha, khi mà bị nhiễm virus, chúng ta test virus rồi á thì chúng ta đừng nên mở hoạt tính ẩn lại nha. Ví dụ chúng ta mở lại cái ổ của mình thì chúng ta đừng có anh hai á, chúng ta để hiện lên là cái ổ đĩa của mình nó cũng sẽ bị nhiễm virus luôn, tại vì hiện tại trên WinBE nó đã bị nhiễm virus rồi. Thì đó với những WinBE mà có kết nối wifi hay là LAN net thì các bạn có thể là upload ngược lên mạng internet những cái file test của các bạn để các bạn chia sẻ ha. Rồi. Thì ở thủ thuật này mình thấy ưu điểm hay cái là nó không bị lây lan sang những cái file gốc của chúng ta. Để chúng ta vẫn có thể test nhiều loại virus khác nhau hay chạy những cái ứng dụng mà chúng ta cần. Thì tùy theo cái khả năng của cái WinBE hỗ trợ mà các bạn có thể làm được nhiều việc hơn. Rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.